và lấy sổ sách ra, ghi chép cẩn thận lại những cái món ăn này, để mai á tôi tiến hành mở nhà hàng cho bà. Rồi, chưa? Rồi, công chuyện này. Chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị hát. Mở nhà hàng gì nào? Dịch quay gà quay bún mắm, bò lá lớp bánh bao bánh bèo. Tiếp tiệc nó làm như tôi giết chậm lắm vậy. Này tiếp này. Rồi. Cơm tăm sườn làm bánh thiếu món gì nữa bà? Hào xối mỡ.